quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, một chương trình rất quen thuộc của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Ở đây, ở chương trình này, quý vị và các bạn sẽ đến với những miếng ghép của chúng tôi. Quý vị sẽ đưa ra những đáp án và có thể đúng, có thể chưa chính xác. Nhưng điều quan trọng là chương trình sẽ góp một phần nho nhỏ để quý vị và các bạn cảm thấy vui, phấn khởi, đặc biệt bên cạnh người thân vào mỗi dịp cuối tuần. Bao giờ cũng thế, đến với chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ, chúng ta sẽ làm quen và chơi trực tiếp với hai người chơi chính trong chương trình của chúng ta. Và hôm nay, bây giờ tôi sẽ giới thiệu người chơi ở vị trí đầu tiên. Xin mời. Kính chào khán giả gần xa, chào anh Xuân Bắc, em là Khánh Tâm. Tuổi em cũng sắp giữa nhị tuần, nhưng mới nhìn thì giống như gần 30. Tính em thì rất hay cười, nhưng vào công việc là người nghiêm trang, thỉnh thoảng cũng thích lang thang, đi đây đi đó gặp Trang Anh Hào. Bây giờ thì cũng có chút nôn nao, không biết đi chơi liệu có phần quà nào không. Nên là mong khán giả đoái trông, nhiệt tình cổ vũ, kẻo em không được gì ạ. Em xin hết ạ. Thế là vừa rồi là giới thiệu đấy ạ. Dạ vâng ạ. Bạn Khánh Tâm ạ, bạn có hay làm thơ không? Cũng lúc nào cần thì có thể làm được ạ. Ví dụ như là khi mà ở trường ấy thì là em tổ chức cho các bạn tham gia thi cái gì đấy thì em có thể viết về cho các bạn giới thiệu, về vẻ về nghe về giới thiệu vân vân thì cũng có tí nghề ạ. Cũng có tí nghề và cái chính là được mọi người tin tưởng đúng không? Hôm nay bạn đến đây thì ngoài cái bài thơ này thì bạn còn có chuẩn bị bài thơ nào khác không? Thơ khác thì chắc chỉ có thơ sách giáo khoa rồi. Thuộc trong sách giáo khoa. Được rồi, có lẽ tí nữa chúng ta sẽ cùng đọc thơ trong sách giáo khoa. Còn bây giờ là lúc chúng ta làm quen với người chơi ở vị trí tiếp theo. Xin mời bạn. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Đuổi Hình Bắt Chữ. Và em xin chào anh Xuân Bắc ạ. Em xin tự giới thiệu về bản thân. Em tên là Hoàng Hải, năm nay 24 tuổi và em đến từ Hà Nội. Hiện nay em đang công tác tại phòng truyền thông của công ty ô tô Toyota Việt Nam. Hôm nay đến với chương trình là một cái vinh dự rất là lớn đối với bản thân em, vì ngay từ hồi còn bé, hồi đi học em đã xem chương trình và cũng mong muốn một ngày sẽ được trở thành người chơi chính thức của chương trình. Thì hôm nay thì đã cái mong ước đó đã trở thành hiện thực thì cảm thấy rất là vui sướng. Và cuối cùng không mong muốn gì hơn là sẽ có một buổi ghi hình thật là thú vị, nhiều niềm vui, nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả dành cho cả hai người chơi và sự trợ giúp tận tình từ phía anh Xuân Bắc. Em xin cảm ơn ạ. Chắc chắn rồi, tôi sẽ luôn là người trợ giúp các bạn rất nhiệt tình. Thưa quý vị, hai người chơi đã sẵn sàng và bây giờ chúng ta sẽ đến với miếng ghép ưu thế. Miếng ghép ưu thế là một miếng ghép rất đặc biệt dành cho hai người chơi, xóa đi cái cảm giác bồn chồn, hơi lo lắng khi bắt đầu chương trình. Với miếng ghép này các bạn không cần nhấn chuông và cứ trả lời, ai trả lời đúng người đó sẽ chọn điểm ở phần thi thứ nhất. Miếng ghép ưu thế đây là gì? Khăn tay ạ. Gì ạ? Khăn tay ạ. Đáp án chính xác đó là khăn tay. Rất dễ. Tên gọi khác là khăn mùi xoa, là chiếc khăn nhỏ bằng vải mềm, thường được gấp nhỏ lại, có thể để trong túi quần, túi áo để dùng khi cần thiết. Ngày xưa thì chúng ta rất hay dùng khăn tay. Nhưng bây giờ giấy ăn các loại, giấy ướt, giấy mềm có thể dùng trong nhiều trường hợp khác nhau, có thể và bán ở khắp nơi, thành ra là chúng ta ít người dùng khăn tay. Bạn Tâm, bạn trả lời đúng. Mời bạn hướng lên màn hình. 50 điểm là mốc điểm thấp nhất và 500 điểm là cao nhất. Bạn sẽ là người nhấn chuông. Dừng số điểm là bao nhiêu thì mỗi câu trả lời đúng ở phần thi thứ nhất, các bạn sẽ được cộng ngần ấy số điểm. Bắt đầu. Wow. 450. Bạn Hải có vừa lòng với số điểm này không? Dạ, em rất là vừa lòng với số điểm này ạ. Hay là mình bấm lại cái? Bạn Hải bấm chắc được 500 đấy ạ. Thế bây giờ cho bạn Hải bấm, mà nếu được bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu nhá. Dạ vâng. Được không? Dạ được. 50 dùng 50 nhá. 50 cũng được ạ. Chắc chắn không? Chắc chắn. Dạ thôi anh ơi, em thấy bạn ấy có chiến thuật là nếu như mà 50 thì để khoảng cách nó không xa lắm ấy. Bạn ấy vẫn đuổi được, em không thích thế đâu. Thôi, thế thôi, mình giữ 450 đúng không? Vâng, rồi. Bắt đầu tôi đã thành công trong việc là gây hấn giữa hai đối thủ với nhau. Dạ em ghét em bạn ấy rồi, bạn ấy vào bạn chào khán giả, chào anh nhưng không chào em. Thế không được rồi. Hải bây giờ chào đi. Chào Trang. Đấy. Hải chào Trang. Chào Tâm. Chào Tâm. Ôi cuộc sống bế tắc thật rồi. Em chào. Phải bắt nạt bạn ấy thế nào để cho bạn ấy chào em một cách đẳng cấp với bây giờ. Được rồi, nào cố gắng lên. 450 điểm.
Các bạn chú ý, ai trả lời đúng sẽ được 450 điểm. 9 miếng ghép nhỏ, mỗi miếng ghép là một hình, mỗi hình là một câu. Và các bạn có 15 giây để trả lời, mỗi người chỉ được trả lời duy nhất một lần. Giành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của chương trình Đuổi hình bắt chước. Và bây giờ chúng ta đến với miếng ghép đầu tiên. Đây là gì? Bình tĩnh. Có vẻ như bạn Hải hơi vội vàng bởi vì các dữ kiện tiếp theo chúng tôi chưa đưa ra. Nào mời bạn Hải. Dạ, em đoán là đường trắng ạ. Chưa chính xác. Xin mời. Túi gì đây? Nó đang thế nào? Bay ạ. Một khái niệm trong giao thông. Đường bay ạ. Đáp án chính xác, đường bay. Đấy, gợi ý nó như thế. Em cảm ơn anh ạ. Đường bay là cách gọi chung dành cho những hành trình của ngành giao thông hàng không. Đường bay. Mời bạn nhận 450 điểm. Mời bạn mở chi tiết. Đúng, có hàng không luôn kìa. Miếng ghép tiếp theo, xin mời. Bình tĩnh nhá, từ giây thứ 13 thì chúng tôi mới. Mời bạn Hà. Cam vắt ạ. Cam vắt. Đáp án chính xác đó là cam vắt. Có vẻ miếng ghép hôm nay dễ đúng không? Dạ không dễ đâu. Cam vắt, một loại nước uống giải khát mà chúng ta dùng quả cam để vắt lấy nước để uống. Mời bạn mở. Hình như là một chiếc lá. Miếng ghép thứ 3. Mời đèn bạn. Bão. Đèn bão. Đáp án rất chính xác đó là đèn bão. Đèn bão, đèn dầu xách tay có bộ phận chống gió thường dùng đi lại trong mưa bão. Đèn bão. Mời bạn. Mở. Miếng ghép thứ 4. Hoa màu ạ. Gì ạ? Hoa màu ạ. Bạn có vẻ rất nhanh tay đúng không? Tại bạn Hải nguy hiểm quá nên là em phải cố gắng ạ. Hải thế nào sống mà chết cứ để người ta bảo mình nguy hiểm thế này. Hoa màu, đáp án chính xác. Nói một cách khái quát về những cây trồng để làm lương thực thực phẩm như là ngô, khoai, sắn. Hoa màu. Mời bạn nhận điểm. Đã đến miếng ghép thứ 4 rồi đấy, mời bạn mở chi tiết nào. Miếng ghép thứ 5, đây là mốc quan trọng. Nếu ai trả lời đúng, người đó sẽ có quyền trả lời miếng ghép lớn trong vòng 5 giây. Miếng ghép thứ 5. Mời bạn. À, em đoán là báo hồng. Chưa chính xác. Gì đây? Dễ lắm, tôi không gợi ý. Mật báo ạ. Mật báo. Đáp án rất chính xác, đó là mật báo. Bí mật báo cho biết thường là những tin tức quan trọng và được báo từ những người tin tưởng. Mật báo. Mời bạn cộng điểm, mở chi tiết và có 5 giây. Miếng ghép thứ 10, nếu bạn trả lời đúng sẽ có 2.000 điểm. Mở. Năm, bốn, ba, hai, một. Lục lá. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6, nhanh lên nào. Đã một nửa vòng thi đầu tiên, phần thi đầu tiên của chúng ta trôi qua rồi. Đây là gì? Hãy chờ chúng tôi ra đủ dữ kiện. Một bộ phận của chiếc khóa hình tròn dùng. Xin mời bạn Tâm. Nắm đấm cửa. Gì ạ? Em có được đổi không ạ? Câu trả lời cuối cùng của bạn là? Câu trả lời cuối cùng của em là tay đấm cửa. Chưa chính xác. Tiếp tục. Nào, bạn Hải còn cơ hội. Hãy gợi ý đi ạ. Tôi hết gợi ý rồi. Cái này dễ quá, tôi hết gợi ý rồi.
Đáp án của chúng ta là quả đấm cửa. Quả đấm cửa, một bộ phận của khóa. Thật tiếc, bỏ đi 450 điểm. Miếng cắt thứ 7, ba tử. Dễ quá rồi, tôi gợi ý rõ lắm. Không hiểu sao hôm nay tôi lại dễ tính gợi ý thế. Ba từ. Chén hạt mít. Chén hạt mít. Đáp án đấy là chính xác. Chén hạt mít. Chén hạt mít. Chén dùng để uống trà hay uống rượu, nhưng mà rất nhỏ thôi. Dạ vợ. Vừa vặn nhỏ bé những cái hạt mít. Mời bạn nhận điểm cho mình. Tôi chưa thấy ai mà nhận điểm hân hoan như bạn Hà. Mà nhận điểm xong lại nhìn cái phím bấm của mình. Ôi ông gì. Mà đầy sung sướng cả. Đầy sung sướng. Được, vì thế phải trân trọng. Dạ vâng. Em mời bạn mở. Dạ. Năm, bốn, ba. Quang hợp ạ. Gì ạ? Quang hợp. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 8, hai từ. Đây là gì? Mời bạn Tâm. Than hoa. Than hoa. Đáp án chính xác. Mời bạn. Mở chi tiết. 5 4 3 2. Lá rách ạ. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 9, ba từ, tên một món ăn. Mời bạn Tâm. Xôi hoa cau ạ. Xôi hoa cau. Riêng về món ăn thì cánh chúng ta không lại được phụ nữ rồi, bạn Hải phải chấp nhận thôi. Xôi hoa cau là chính xác. Bạn có biết nấu xôi hoa cau không ạ? Em chưa học nấu xôi, nhưng em biết là xôi hoa cau rất là xôi đỗ ấy. Thì là nhìn nó lấm chấm vàng vàng nhỏ nhỏ giống như là hoa cau ở trên buồng. Ăn rất ngon, xôi hoa cau. Mời bạn. Nào. 5 4 3 2 1. Lá chắn ạ. Bạn là hết cơ hội trả lời. Nào, mời hai bạn. Mỗi bạn chỉ được trả lời một lần duy nhất. Đây là gì? Ai trả lời được sẽ có 2.000 điểm. Nào, hãy nhìn. Miếng ghép lớn ở vòng 1 với 2.000 điểm không hề dễ. Rất nhiều đáp án đã được đưa ra nhưng không hề chính xác. Phải nhờ tới sự gợi ý của MC Xuân Bắc, Quang Hải nhanh tay bấm chuông. Liệu anh có quá vội vàng? Mời quý vị cùng xem đáp án. Có cây xanh thì cần phải làm gì nào? Để sống nào? Chưa, bình tĩnh nhá, có hai từ tôi bình tĩnh, tôi còn nhiều vế để gợi lắm. Chắc chắn chưa? Em cũng khá chắc chắn. Hai từ nhá. Dạ vâng. Lục diệp ạ. Gì ạ? Lục diệp. Chưa chính xác. Thuận quá. Đáp án là? Diệp lục ạ. Diệp lục là chính xác. Rồi. Tức là lục diệp được bạn Hải. Nhưng mà hôm nay bạn tức là hơi bị mất bình tĩnh. Dạ vâng. Không sao. Dạ vâng. Diệp lục 2.000 điểm thuộc về bạn Tâm. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem số điểm mà hai người chơi giành được. Bạn Hải đang có 900 điểm. Bạn Tâm đang có 4.700 điểm. Xin chúc mừng. Tên đầy đủ là bạn Nguyễn Khánh Tâm. Vâng ạ. Đây là một cái tên rất hay, Khánh Tâm. Bạn có hỏi bố mẹ sao lại đặt tên này không? Em cũng thật ra là chưa từng hỏi ạ. Nhưng mà tên của em thì cả ba chị em nhà em thì mỗi người được đệm bằng một loại nguyên liệu làm trang sức ấy. Thì của em là Khánh là vàng, của chị em là ngọc, và của em là kim. Thì đều là thuộc bộ gì đấy nó kiểu quý giá. Chắc là bố mẹ mong muốn rằng là các con sau này thì sẽ đạt được đến một cái đẳng cấp nào đó quý giá một chút. Sở trường là tự cảm thấy bản thân rất yêu thích và làm tốt những việc liên quan đến tư vấn hay giới thiệu. Cụ thể là ví dụ là... Tư vấn thì có thể là một số bạn đang suy nghĩ rằng là trong tình huống này thì em nên làm như thế nào, trong tình huống khác thì như thế nào, thì có thể là em cũng dưới cái góc độ của mình là người ngoài thì sẽ phân tích cho các bạn là từ phía bên này thì thế này, phía bên kia thì kia, thì các bạn quyết định ạ. Bạn Tâm, mẫu con trai.
Mẫu bạn trai mẫu của em ạ? Bạn trai. Thì em nghĩ là trước hết là phải là một người nghiêm túc ạ. Nghiêm túc. Vâng. Chín chắn. Xin mời em ngồi đây em uống nước đi. Rất nghiêm túc. Em uống gì để anh gọi? Nghiêm túc là ví dụ như là khi mà gặp mình có không có ý trêu đùa về tình cảm ấy ạ. À, nghiêm túc. Hay là tức là cũng có thể là vui đùa nhưng mà tôi đùa thôi, tôi hiểu mà. Vâng. Tiếp theo là gì? Phải có chí tiến thủ ạ. Và phải là một người có kiến thức ạ. Bởi vì là nếu mà không có kiến thức thì là khi mà tức là kiến thức nói chung ấy, không phải kiến thức sách vở đâu, kiến thức cuộc sống nữa. Rồi khi mà trong cuộc sống mình có nhiều tình huống khó khăn ấy, mà nếu như mà không có cái sự thấu hiểu, có cái suy nghĩ chiều sâu ấy, thì là sẽ dễ dẫn đến những cái tình huống rất là khó chịu và đau khổ cho tất cả mọi người, không phải chỉ hai người ạ. Bạn Hải, dạ, với những cái vừa rồi bạn Tâm nói ra thì bạn thấy là bạn có những cái đặc điểm gì mà nó hợp? Em thấy cảm giác như bạn Tâm bạn tả em hay sao ấy. Sở đoản là rất kém trong việc đoán định tuổi để chọn cách xưng hô, hay dẫn đến những tình huống rất dở hơi mà không thể bơi qua được. Dạ, khó lắm ạ, bởi vì là ví dụ như là đi làm thì gặp những người mà tuổi chú không? Tầm 6X rồi. Thế nhưng mà ví dụ như hôm đấy là em không đeo kính chẳng hạn. Hoặc là em nhìn người ta nhuộm tóc thấy đen đen, cái đấy chắc là tại người ta tạo ngụy trang thôi. Nhưng mà em chào bằng anh thì sau đấy thì biết là tuổi người ta cũng hơn mình rất là nhiều ấy. À, ngại lắm. Kệ thôi, trong các mối quan hệ xã hội thì cái xưng hô chủ yếu là để tức là gọi cho chính xác ấy thì khó lắm. Chính tôi cũng thế mà, gặp nhiều trường hợp mà phải nói là nó thế. Trong những tình huống như thế thì là anh làm như thế nào ạ? Thì nói thẳng ra thôi. Trước khi tham gia cuộc thi có một nỗi sợ nho nhỏ, đó là gì ạ? Đó là em rất sợ là bạn Hải sẽ bỏ rơi em trên sân khấu ạ. Bởi vì là hôm gặp thì là thấy bạn ấy cũng vội ạ. Và bạn ấy nói rằng là cái giờ ghi hình thì không thuận tiện cho công việc của bạn ấy lắm. Mà bạn ấy đi trước thì em không xin được số điện thoại, thế là cũng không liên hệ được, là hỏi xem cậu có sắp xếp được thời gian để tham gia hay không. Đấy, đây chương trình có mỗi hai người, mà nếu như có mỗi mình em đến thì chả khác nào cô dâu bị chú rể bỏ rơi. Ngại lắm. Quy cho cô dâu chú rể rồi bạn Hải ơi. Dạ. Giờ đến bạn đây này, từ nãy bạn cứ nhìn trời, nhìn mây, nhìn máy quay, rồi thì gãi đầu, gãi tai. À, bạn Hoàng Hải. Hai bạn bằng tuổi. Dạ vâng. Vâng ạ. Hay quá. Bằng tuổi 5 rưỡi mà ăn ạ. Đúng rồi. 5 rưỡi mà ăn đây. Phòng truyền thông công ty Toyota Việt Nam. Quê quán Thanh Oai, Hà Nội. Sở thích bóng đá, du lịch, tụ tập bia bọt với bạn bè, tập gym, làm các công tác tình nguyện. Sở trường là bình luận viên bóng đá. Dạ. Sở đoản là tán gái. Tôi khai thác. Căn cứ vào đâu bạn nói rằng đấy là sở đoản? Em chả hiểu sao mà nói chung là cái duyên nó chưa tới thì em thấy là mãi cũng chưa tìm được cái người nào phù hợp để có một mối quan hệ lâu dài á. Là em thấy gọi là chắc là sở đoản chắc là tán gái. Bạn tỏ tình bao nhiêu lần rồi? Anh hỏi câu này hơi khó. Không, bạn cứ nêu, tôi không hỏi là bạn tỏ tình với ai cho nên không. Ý là em không vài lần thôi. Chỉ vài lần thôi. Vài là mấy khoảng? Chắc là 2-3 lần gì đấy. Và thường những câu trả lời bạn nhận được là gì? Toàn kiểu bị để cho vào friend zone, kiểu như là cho làm anh trai hay là gì đấy. Lần gần đây làm nhất bạn tốt. Lần gần đây nhất bạn tỏ tình là như thế nào? Cứ nói đi, cứ kể như là chuyện của ai đó không sao cả. Thì cũng gọi là chắc đi chơi với nhau thì cũng gọi là kiểu làm bạn gái anh nhé, kiểu thế thôi ạ. Tôi tin là với vẻ bề ngoài của bạn bây giờ thì luôn luôn hút ánh nhìn cũng như sự quan tâm của các bạn gái. Dạ em cảm ơn ạ. Hãy hành động theo sự mách bảo của trái tim. Dạ vâng. Thì không lo gì cả. À dạ vâng, em cũng không lo lắm đâu ạ. Không lo gì nhá. Vâng, em cũng không hề lo. Tại không lo gì ạ? Dạ, không lo vì hiện tại cái tình trạng gọi là mối quan hệ tình cảm của mình thì bây giờ em nghĩ là cái duyên thì nó đới thì nó sẽ tới thôi, cũng không vì gì phải vội cả. Tôi luôn rất là lo bởi vì tôi sợ sự cô đơn. Dạ. Tôi sợ phải thưởng thức một cái điều gì đó một mình. Tôi nhìn thấy cái cây bằng lăng ấy, qua trận mưa, hoa nó rơi xuống. Ướt đẫm. Tôi nhìn thấy nó đẹp. Và tôi sợ cái sự là tôi phải cảm nhận cái vẻ đẹp đấy một mình. Cho nên tôi cần người chia sẻ. Chúng ta đã qua phần 1 rồi. Phần 2 của chúng ta nói chuyện và tìm hiểu nhau. Bởi vì các bạn có rất nhiều điều thú vị cần phải khai thác. Dạ. Bạn Hải đang có 900 điểm. Bạn Khánh Tâm đang có 4.700 điểm.
Bây giờ là lúc chúng ta cùng đến với phần thi thứ hai của đuổi hình bắt chữ. Đây là những cơ hội cuối cùng dành cho các bạn. Hãy tập trung trả lời. Ai giành điểm cao hơn người đó sẽ là chủ nhân chiếc ghế đỏ. Các bạn cần phải cố gắng. Mỗi hình chúng ta sẽ chọn điểm một lần. Ở phần 1, ai là người chọn điểm ạ? Em ạ. Bạn Tâm, miếng ghép đầu tiên trong phần thi thứ hai, mời bạn Hải. 200 điểm. Đây là gì? Các bạn được quyền trả lời liên tục, dành quyền trả lời bằng cách nhấn chuông. Xin mời. Mời bạn Tâm. Đường chỉ tay ạ. Đường chỉ tay, đáp án hoàn toàn chính xác. Đường chỉ tay. Những đường nhỏ trên lòng bàn tay theo cấu tạo sinh học. Tuy nhiên, theo quan niệm duy tâm thì đường chỉ tay cũng có thể nói lên một số điều về tính cách cũng như số phận. Đường chỉ tay. Mời bạn nhận thêm 200 điểm cho mình. Mở chi tiết. Có vẻ như là cánh đồng hay sao? Xin mời, miếng ghép tiếp theo. Bạn Tâm, 200 điểm. Đây là gì? Mời bạn. Ấm lớn ạ. Không phải cái ấm. Tiếp tục. Cái gì để đun nước? Phích lớn ạ. Phích nước. Phích để đựng. Cái ấm cũng để đun nước nhưng mà còn một cái khác và chúng ta gọi nó tương ứng. Tiếp tục. Mời bạn. Siêu cao ạ. Chưa chính xác. Mà là... Không phải là siêu cao mà là nhấn chuông. Mà là anh ấy đạt ở trình độ rất là... Mời bạn. Không phải siêu cao mà anh siêu đã đạt ạ. Trình độ rất là... Gì ạ? Gì? Nhanh, tiếp tục phát hình. Nào. Trời. Siêu cao có nghĩa là gì? Tôi hỏi bạn Tâm. Rất là cao ạ. Thế nếu như bây giờ tôi nói là cao siêu thì có được không? À, vâng ạ. Được không? Đáp án ạ. Anh ấy đã đạt trình độ rất là cao siêu ạ. Cao siêu. Vâng. Thì ở quê của chúng ta theo nhiều vùng miền khác nhau chúng ta có rất nhiều cái. Một cái ấm cũng để đun nước. Vâng. Cái siêu cũng để đun nước. Nồi cũng có thể để đun nước. Có đúng không? Dạ. Thật tiếc. Miếng ghép thứ ba. Mời bạn Hải chọn điểm. 450. Ba từ. Xe đạp điện. Chưa chính xác. Xe đạp máy. Không phải. Xe máy đạp. Không đúng. Cái gì đấy gắn vào phát xe nó chạy luôn. Xe động cơ. Không đúng. Mời bạn. Động cơ xe. Không phải. Xe ắc quy. Không phải. Anh gợi ý được. Đấy nó gắn vào tôi không nói được. Cái từ các phương tiện tham gia giao thông các bạn có thể kể cho xe tôi. Gắn máy. Xe gắn máy. Xe gắn máy không. Xe gắn máy. Miếng ghép thứ tư. Xin mời các bạn. Bạn Tâm bấm. 450. Hai bạn cứ bảo nhau thế à. Xin mời. Thuốc thang. Sao bạn Hải thấy thế nào? Anh thấy là đúng rồi thì bây giờ tự nhiên lại thật ra là em nhìn thấy viên thuốc em nghĩ đến thuốc thang rồi chỉ đợi cái thang xuất hiện thôi. Ai đúng là một tay nguy hiểm. Thuốc thang đáp án chính xác. Thuốc thang là hỗn hợp của nhiều vị thuốc đã được bào chế và phân liều dùng, chủ yếu sử dụng trong đông y. Thuốc thang tức là thuốc được chia thành những thang thuốc khác nhau. Nhưng thuốc thang thì cũng là một khái niệm, một cách nói chung chỉ các vị thuốc mà trong dân gian thường gọi. Ví dụ, rõ ràng là uống thuốc Tây theo viên, theo định lượng, chứ không phải là theo thang thuốc như là thuốc Bắc hay thuốc Nam. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ gọi là dạo này thuốc thang thế nào? Nói chung. Đúng, nói chung. Xin mời bạn.
Mở. Các bạn mở được ít chi tiết thì khó đoán. Vâng. Miếng ghép thứ 5, mốc quan trọng. Mốc được trả lời đây, mời các bạn. Hải chọn đi. Em chọn. 400 điểm. Xin mời. Nhà sách. Nhà sách. Nhà sách. Đáp án chính xác đó là nhà sách. Hình này thì dễ rồi, hình này thì dễ. Nơi chuyên bán các loại sách chủ yếu là sách giáo khoa, sách giáo dục phổ thông và các loại sách khác. Nhà sách. Em mời bạn nhận điểm. Dạ vâng. Bạn nhận điểm đã. Dạ vâng. Rồi. Xin mời bạn chọn. Năm, bốn, ba, hai. Lúa mạch. Chưa chính xác. Miếng ghép thứ 6, mời bạn Tâm chọn điểm. 200. Đây là gì? Nhanh lên nào, khẩn trương. Thông thái á. Thông thái. Đáp án hoàn toàn đúng, đó là thông thái. Chỉ những người có kiến thức sâu rộng, uyên bác, thông thái. Mời bạn nhận điểm. Xin mời. Lại có 5 giây cho bạn. Đồng nhất. Chưa chính xác. Miếng ghép tiếp theo. Miếng ghép thứ 7. 250. Còn có 550 và 600 kìa các bạn. Em buồn lắm nhưng mà em sẽ cố gắng ạ. Cố gắng lên. Đây là gì? Đây là gì? Cô gái đang làm gì? Làm gì với 4 từ? Một câu thành ngữ. Nghe. 4 từ. Tiếp tục phát hình. Nào. Thế nào đây? Đang làm gì? Cầm gậy để đo mực nước. Chắc đo là vậy. Chọc gậy xuống nước. Đơn giản. Đơn giản thế thôi mà. Vâng. Có đúng tôi gợi ý đâu. Rất là sống động rồi đấy. Đấy thế mà tôi cũng khổ. Tiếp tục. Miếng ghép thứ 8, mời các bạn. 250, sao các bạn cứ bảo nhau quên đi quẩn lại một điểm. 250 tương ứng sẽ là gì? Xin mời. Đại cậu ấy. Hai bên đang thế nào với nhau? Trách móc. Trách móc, đáp án không thể sai được. Trách móc. Tỏ cho người có quan hệ gần gũi nào đó biết là mình không bằng lòng về những điều không đúng, không hay, không tốt mà người đó đã làm đối với mình hoặc có liên quan đến mình. Mời bạn. Mở. Được. 5, 4, 3, 2, 1. Miếng ghép thứ 9, miếng ghép nhỏ cuối cùng. 600 điểm. Mọi người mong chờ đây này. Dạ. Đừng bỏ phí nhá. Đây là gì? Hồng tâm. Chưa chính xác, bình tĩnh. Trọng tâm. Cái kia cơ, cái khẩu súng mới là cái điều chúng tôi muốn nói đến. Súng bắn tâm ạ. Chưa chính xác. Đúng rồi đấy. Súng bắn ghim. Đáp án chính xác. Súng bắn ghim. Súng bắn ghim. Mời bạn nhận điểm. Nào, hãy mở chi tiết nào. Bạn có 5 giây. 3. Vừa đi vừa ăn ạ. Chưa chính xác. Lại là một câu thành ngữ nữa. Có 8 từ. Miếng ghép lớn ở vòng 1 đã khó. Ở vòng 2 này, miếng ghép với 3.000 điểm còn khó hơn. Vòng 1, Hoàng Hải đã sai khi anh quá vội vàng. Còn bây giờ là Khánh Tâm, liệu cô có quá vội không? Đáp án mà cô đưa ra liệu có đúng? Mời các bạn đón xem. Bình tĩnh nhá, một lần thôi đấy. Ăn một bát cơm chạy 3 cánh đồng ạ. Chưa chính xác, xin mời. Anh sẽ trả lời là ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng, rất chính xác. Rất chính xác.
Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng. Đây là đáp án đúng và bạn Hải đã trả lời được miếng ghép thứ 10. Trong phần thi thứ hai, mời bạn nhận thêm 3.000 điểm. Ở phần 1 thì bạn Tâm đã cách xa bạn Hải. Nhưng ở phần 2 bạn Hải cũng đã vươn lên. Tuy nhiên là cái khoảng cách vẫn chưa được, chỉ được thu hẹp mà bạn Hải không vượt qua được bạn Tâm. Bạn Hải đang có 4.500 điểm, chúc mừng bạn. Bạn Tâm đang có 6.200 điểm, xin chúc mừng. Và đương nhiên rồi, bạn Tâm sẽ là chủ nhân của chiếc ghế đỏ trong chương trình hôm nay. Và bạn Hải thân mến, chúng ta sẽ phải chia tay nhau. Bạn sẽ ra về với số tiền tương ứng số điểm bạn giành được cộng với quà của chương trình. Xin mời. Được. Hôm nay là bạn gặp phải một đối thủ rất là đáng gờm ạ. Rất là đáng gờm. Một tay tôi vẫn phải nói đi nói lại là một tay nguy hiểm. Tất nhiên đây là điều chúng tôi nói đùa với nhau thôi. Bạn không có gì nguy hiểm cả. Và nếu như cái sự nguy hiểm mà chúng tôi gọi ở đây cũng chỉ là sự nguy hiểm đáng yêu. Chúng ta phải chia tay nhau và xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, tự tin và thành công. Cảm ơn ạ. Xin chào bạn. Lại đến lúc rất quan trọng mà tôi luôn chờ đợi giây phút này. Tôi mời người chơi giành điểm cao hơn để lên ngồi vào chiếc ghế đỏ. Và tôi càng cảm thấy rất là vui mừng khi đó là một bạn nữ. Bởi vì tôi luôn có một hành động thể hiện cái sự quan tâm của mình đối với phụ nữ. Và điều đó cũng làm cho tôi luôn cảm thấy hưng phấn, đó là cầm tay bạn. Xin mời. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để đến với phần 3 của chương trình, đó chính là đuổi hình bắt chữ siêu tốc. Bạn đang có 6.200 điểm. Bây giờ là cơ hội của bạn giành điểm cao hơn và chiến thắng một cách tuyệt đối. Vâng. Bạn sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Vâng. 25 ô chữ cái được chia thành 5 hàng dọc và 5 hàng ngang. Bạn có thể đi theo hàng dọc hoặc hàng ngang. 60 giây trả lời được 5 câu thẳng hàng thì bạn sẽ có 15.000 điểm. Qua giao điểm M, bạn sẽ có 30.000 điểm. Bạn sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng ạ. 60 giây bắt đầu. Ô M ạ. Chữ M. Gì đây? Bỏ qua. Bỏ qua. F ạ. Chữ F à? Đúng không ạ? Vâng. Đây là gì? Đấm môi ạ. Chưa chính xác. Đỏ môi ạ. Không bao giờ tức là một ai đó tỏ vẻ ghê gớm nhưng không bao giờ động thủ cả. Bỏ qua. Rồi. Chữ K. Chữ K. Mười bạn. Gì đấy ạ? Thực phẩm. Rất chính xác, đó là thực phẩm. Tiếp tục, chữ gì? P ạ. Chữ gì? Chữ P ạ. Chữ P. P phở ạ. Vâng ạ. Sáng kiến ạ. Sáng kiến, đáp án rất chính xác. Chúc mừng bạn và vừa lúc chúng ta hết 60 giây. Vâng, xin mời bạn. Bạn thấy phần này thế nào? Dạ cũng khó ạ, với lại em cũng hơi lỡ lỡ một chút. Đấy là chưa có chiến thuật rõ ràng trong phần này ạ. Có lẽ là... Cứ chạy dọc rồi lại chạy ngang, chạy ngang rồi chạy dọc. Đấy, bạn tôi hỏi bạn sẵn sàng chưa là vì thế. Dạ. Thưa quý vị, 60 giây bạn Khánh Tâm đã trả lời thêm được 2 câu và bạn cộng thêm cho mình 300 điểm. Dạ. Tổng số điểm của bạn bây giờ đang là 6.500 điểm. Dạ. Bạn sẽ nhận quà của chương trình và của nhà tài trợ. Xin mời. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin mời bạn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình đuổi hình bắt chữ. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Ban biên tập các chương trình sân chơi Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.